Hello guys, it's me again. I'm Thanh from Ama English and welcome back to my video. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Ama English, một kênh YouTube hàng đầu về học tiếng Anh giao tiếp dành cho người đi làm. Và hôm nay thì Thanh quay trở lại với chuỗi series về học đánh vần tiếng Anh, phục vụ cho cái mục đích là mình sẽ có thể phát âm chuẩn được các cái từ tiếng Anh, mặc dù kể cả mình không biết nghĩa của nó là gì. Okay, so we come back to the lesson 14. Chúng ta sẽ quay lại với quy tắc số 14, từ có chứa U cộng 1 hoặc 2 phụ âm. Ok, trước khi mà bắt đầu video clip, mọi người đừng tiếc một like, share và subscribe kênh YouTube của Ama English để đón chờ rất nhiều các video clip hay và hữu ích từ Thanh nhé. Alright. Ok, so vẫn câu hỏi thường ngày Thanh hay hỏi mọi người, how to pronounce these words? Mọi người thường phát âm những cái từ này như thế nào? Ok, let me check và chúng ta cùng xem nhé. Đầu tiên, cái từ, từ xe buýt đúng không? Rất nhiều người hay phát âm cái từ này là gì nhỉ? Bus hoặc là bus. Ok, vậy thì có phải như vậy không? Ok, thực ra là không phải như thế nhá. Cái từ mà mọi người hay phát âm là bus, nó không phải là phát âm là bus. Nó không phải là âm ơ, mà nó sẽ được phát âm là bus. Âm a. Bus. Bus. Ok, một cái bí mật là Thanh vừa ví cho mọi người nhá. Ok, next one. Từ tiếp theo. Từ tiếp theo đó là cái từ bàn chải. Mình cũng không đọc là bruce, không đọc brush, mà nó là brush, brush, brush. Ok, tương tự chúng ta lặp lại vẫn là âm A, ok? Brush, brush, right. And cái từ câu lạc bộ đúng không? Mình cũng có từ clap, 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 right. Ok, vậy thì tại sao mà Thanh phát âm như vậy? Và cách mọi người phát âm thường ngày nó lại không giống như cách của Thanh phát âm. Ok, để chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem cái quy tắc ngày hôm nay nó là gì nhá. Rồi, quy tắc số 14 đó là trong từ có một âm tiết thì sao? Nhớ nhá mọi người, trong từ có một âm tiết mà có xuất hiện quy tắc là U cộng một phụ âm hoặc hai phụ âm thì U đọc thành âm A. 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 Ok, trong từ có một âm tiết mà xuất hiện U cộng một hoặc là hai phụ âm. Ok, đằng sau U là một hoặc hai phụ âm thì U sẽ được đọc thành âm A. A. Alright. Rồi, next one, mình sẽ đi tìm hiểu cách đọc của cái âm A này như thế nào. Được chưa? Đây, lưu ý cho Thanh, đây là một nguyên âm ngắn. Được chưa? Một nguyên âm ngắn. Khi chúng ta phát âm thì chúng ta để lưỡi ở tầm giữa khoang miệng. Là mọi người nhìn cái hình ở đây Thanh để trên slide ấy. Nó ở giữa khoang miệng, không trên, không chạm trên, không chạm dưới. Ok, ở giữa giữa. Ok. Và âm này khá giống cái âm chữ Á ở trong tiếng Việt. Ok, bây giờ mọi người nghe Thanh phát âm nhá. Miệng hơi mở rộng một xíu này. A. 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 Ok. A. A. Ok. Trong tiếng Việt nó là chữ Á. Nhưng mà trong tiếng Anh nó hơi, nó nửa nửa một xíu nữa. A. 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 Kiểu như các bạn cứ há miệng ra một xíu rồi ngậm miệng vào là xong. A. Chỉ phát ra là một âm tiết như vậy thôi. A. A. Ok, repeat after me. A. 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 One more time. A. 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 Yes, good job. Next one. Rồi, rất dễ đúng không? Quy tắc hôm nay rất là đơn giản. Và cách phát âm của cái âm này cũng khá là dễ nữa. Chúng ta sẽ đi đến cái phần luyện tập ngay lập tức, ngay bây giờ đây. Rồi, chúng ta học quy tắc là gì nhỉ? À, trong từ có một âm tiết, trong từ có một âm tiết mà chúng ta thấy xuất hiện chữ U và sau chữ U cộng một hoặc hai phụ âm thì chúng ta sẽ, chữ U đó chúng ta sẽ phát âm là âm A. Được chưa? Vậy trong từ này, trong từ đầu tiên là cái từ brunch, là trong từ có một âm tiết, đúng đây rồi. Sau U là hai phụ âm, là một phụ âm N và phụ âm CH ở đây là một phụ âm nhá. CH luôn luôn được phiên âm là chữ ch. Ok. Nó là được coi là một phụ âm nhá, mà không phải phụ âm C và không H mà là phụ âm ch. Alright. Đó, nó là coi là một phụ âm. Chính vì vậy cái từ này là sau U có một, trong từ một âm tiết và sau U cộng với hai phụ âm. Vậy thì U ở đây mình sẽ được phát âm là âm A. Đó, U ở đây sẽ được phiên âm là âm A. Và cái từ này mình sẽ đọc là brunch. 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 Ok, right? Brunch. Next one. Next one, tương tự. Sau U, một âm tiết sau U là
một phụ âm. À, âm SH ở đây luôn luôn được phiên âm là chữ sờ dài mọi người nhé. Hay anh nói là sờ dài. Cách đọc là right. Ok, vậy thì sau U có một phụ âm vào trong từ một âm tiếp và U này sẽ đọc ở âm A. À, chính vì vậy mình sẽ đọc là brush, 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 brush. Ok, repeat after me. Brush, brush, brush. Yes, next one. Cái từ câu lạc bộ mình đã biết rồi đúng không? Club, 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 club. Cố gắng nhắc lại theo thanh liên tục nhá. Club, club, club. Ending sao là chữ b, b, b. Ok. Âm hữu thanh nhá. Rồi, tiếp. Sau U, trong từ một âm tiết sau U cộng với C và T tức là hai phụ âm, mình sẽ đọc là duct, 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 duct. Next one. Tương tự mình có từ bust, không phải là boost nha. Bust, 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 bust sờ tờ đúng không ạ? Bust, 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 bust. Next one. Tương tự cái từ xe buýt mình đọc là bus, bus, bus. Next one. Clutch. Ok, CH được phiên âm là chữ ch. Ok. Clutch, 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 clutch. Next one, mình có từ SH được phiên âm là chữ sh dài đúng không ạ? Flash, 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 flash. Alright, dễ không ạ? Rồi, next one. Sang cái phần luyện tâm thứ hai. Tương tự nhá, mọi người đọc cùng với Thanh nào. Brunt, 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 brunt. Next one. Dump, 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 dump. Okay, next one. Duck, 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 duck. Next one. Cult, 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 cult. Next one. Dumb, dumb. Mọi người lưu ý cho anh cái từ này chữ B là âm câm nhá. Được chưa? Chữ B là âm câm. Vì vậy chúng ta sẽ không được phiên âm phát âm chữ B này ra mà nó sẽ được đọc là d a m. Dumb, dumb. Khi mà các bạn thấy xuất hiện chữ M và chữ B đứng cuối từ thì chữ B luôn luôn câm. Ví dụ mình có chữ cái quả bom, mình sẽ có là bomb. Đó, nó không có chữ B nhá. Bomb, bomb. Right. Next one, mình có từ clock, clock, clock. Next one, mình có từ dust, dust, dust. And last one, mình có từ luck, luck, luck. Alright, next one. Rồi, đã kết thúc bài học ngày hôm nay và Thanh sẽ dành lại cho mọi người ba cái dòng này để mọi người có thể luyện tập. Đây chính là homework của mọi người ở nhà. Mọi người có thể học quy tắc, ghi tập ghi phát âm và luyện tập nhờ vào cách là mình sẽ ghi được phiên âm của nó, sau đó mình đọc cái từ đấy thật nhiều lần và sau đó ghi âm lại, quay video như kiểu như thế này và sau đó để Thanh nhìn rõ cái khẩu hình miệng của mọi người và sau đó gửi bài cho Thanh thì Thanh sẽ chữa cho mọi người nhé. Hy vọng là cái mùa dịch corona này thì sẽ qua nhanh để chúng ta có thể gặp nhau được nhiều hơn và học trực tiếp với nhau được nhiều hơn. Thì tuy nhiên nhưng mà mình vẫn không vì khó khăn mà mình ngừng lại việc học đúng không ạ? Mình sẽ cố gắng là học liên tục, không bằng hình thức này thì bằng hình thức khác, không bằng offline thì bằng online. Alright, được chưa? Rồi, that's it for today. Đây là bài học ngày hôm nay đã kết thúc thì Thanh hy vọng là video này sẽ hữu ích cho tất cả mọi người. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ama English để đón chờ vô cùng nhiều các video clip hữu ích về phát âm, về giao tiếp cũng như là các cái tips hay để mình học tiếng Anh sao cho hiệu quả nhất. Và kênh YouTube này dành cho người đi làm. Alright, see you, bye.